Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Vạn giới trung thành nhất kiểm kê. Kim thiết thú lệ mục chiêu thiên ở lâm phàm xuyên qua xe máy tộc thế giới, bắt đầu trở thành thời gian chi thành chủ kim thiết thú sắp xuất lĩnh đại quân tấn công thời gian chi thành, ngay tại thời khắc nguy cơ này. Hệ thống mở ra, vạn giới trung thành nhất quần chúng kiểm kê thì chỉ cần kiểm kê, người kiểm kê và người được kiểm kê đều có thể nhận được phần thưởng. Vạn giới trung thành nhất quần chúng kiểm kê Chương 10 Phố cấm mạc tướng vu cấm nguyện vì tàu ra đời đời sông pha khói lửa. Tập 9 Vua sư tử thế giới siêu thú, trong chiến đấu, không có ai nắm chắc tất thắng, nhưng ta nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội thắng lợi. Theo tiến hành kiểm kê, chư thiên vạn giới đều bị những thủ hạ trung thành này động dung. Mà khi kiểm kê được kim thiết thú, chư thiên vạn giới đều rơi lệ. Phích lịch hỏa, chúng ta đời này là địch nhân, kiếp sau làm huynh đệ. Nguyên soái, nơi này có ta, ngươi đi mau. Khởi động năng lượng ẩn sau lưng. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Chư thiên vạn giới, trung thành nhất diễn viên quần chúng kiểm kê mở. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thế giới xe máy Trong thành thời gian, tộc xe máy tề tụ ở đây hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thành viên tộc xe máy đều vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì vừa mới, tiền tuyến thời gian chi thành truyền đến chiến báo, Kim Thiết Thú đã xuất lĩnh 10 vạn hát thiết thú đại quân, chuẩn bị một lần tấn công thời gian chi thành. Nghe được tin tức này, mọi người tộc xe máy phụ trách thủ hộ thời gian chi thành đều tức giận tới cực điểm. Kim Thiết Thú chết tiệt này, dám dẫn quân tiến công. Liều mạng với bọn họ. Thời gian chi thành, Tuyệt không thể rơi vào trong tay bọn họ. Một đám binh lính tộc xe máy tức giận bất bình nói. Cái kia. Hay là để cho bọn họ vào. Như vậy chúng ta cũng không có thương vong, không cần phải liều chết với bọn họ. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lúc này, phong hỏa luôn đột nhiên yếu ớt đề nghị. Đang. Kết quả vừa dứt lời, len keng một tiếng, phích lịch hỏa, một trong sáu đại chủ tướng một quyền đánh vào đầu phong hỏa luân, mắng to. Nói cái gì vậy? Thời gian chi thành là căn bản của chúng ta, tuyệt đối không thể chấp tay tặng cho kim thiết thú. Còn nói bậy nữa, muốn ngươi đẹp mắt. Nói chuyện, phích lịch hỏa lại đánh phong hỏa luân một trận. Phát tiết xong lửa giận về sau, phích lịch hỏa ngược lại nhìn về phía thời gian chi thành thành chủ, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần thành chủ hạ lệnh, ta thề sống chết thủ vệ thời gian chi thành cùng lúc đó trong mơ mơ màng màng lâm phàm tỉnh táo lại nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ lại nhìn trước mặt lập xuống lời thề phích lịch hỏa lâm phàm nhất thời có chút phát mộng nơi này là thời gian chi thành nội tâm lâm phàm âm thầm cả kinh ông sau một khắc một trận kỳ lạ ông thanh danh vang lên đại lượng ký ức theo đó tại lâm phàm trong đầu hiện lên ta cư nhiên xuyên qua thành chủ thời gian chi thành rồi. Rất nhanh, Lâm Phạm bừng tỉnh. Căn cứ trí nhớ, Lâm Phạm đây là xuyên qua đến thế giới xe máy, hơn nữa còn thành thời gian chi thành thành chủ, phích lịch hỏa sư phụ. Hỏa vô cực. Cái này mẹ nó, ta nhớ rõ kết cục cuối cùng của hỏa vô cực, nhưng làm cho ta thương tâm đã lâu. Lâm Phạm nhớ lại xuyên qua trước ký ức, nội tâm lẩm bẩm nói. Xuyên qua trước Lâm Phàm liền thập phần thích xem lạc lạc lịch hiểm ký. Trong đó ngoại trừ sáu đại chủ tướng của ma sa tộc, Lâm Phàm có ấn tượng sâu sắc nhất đối với thành chủ hỏa vô cực của thời gian chi thành. Nhất là lúc trước nhìn thấy hỏa vô cực bị thanh thiết thú giết chết, nội tâm cũng không khỏi bi thương. Không nghĩ tới, bây giờ lại xuyên qua thành hỏa vô cực. Từ đoạn đối thoại của phích lịch hỏa, thời gian bây giờ hẳn là lúc kim thiết thú xuất lĩnh đại quân tiến công thời gian chi thành cái này vừa lên chính là độ khó tử vong a à. lâm phàm càng phân tích càng cảm thấy buồn bực hắn xuyên việt đến thế giới của tộc cơ sa trở thành thành chủ của thành thời gian hỏa vô cực vốn nên là từ nay về sau vung tay lên tộc cơ sa tùy tiện điều khiển trải qua tiết tấu làm dịu cuộc sống gia đình tạm ổn mới đúng kết quả hết lần này tới lần khác xuyên qua tuyến thời gian là tại kim thiết thú xuất lĩnh đại quân tiến công thời gian chi thành thời khắc nguy cấp quan trọng hơn là hiện giờ trong thành thời gian có sức chiến đấu nhất, chỉ còn lại có phích lịch hỏa. Về phận Phong Hỏa Luân, à, nổi tiếng làm ăn, tính cách nhát gan. Lâm Phàm còn nhớ rõ, Phong Hỏa Luân tuyệt chiêu cửu thiên lôi đình hai chân đạp, như thế khí phách chiêu thức tên, chỉ là vì hù dọa địch nhân hảo chạy trối chết. Phong Hỏa Luân không chạy nên cảm ơn trời đất, làm sao trông cậy vào hắn chống cự đại quân kim thiết thú. Nghĩ như vậy, ta chẳng phải là tư lệnh quan can sao? Lâm Phạm nhất thời không nói gì. Kiểm tra đo lường được ký chủ, đang kích hoạt trói định hệ thống. Ngay lúc Lâm Phạm buồn rầu, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm, Lâm Phạm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hệ thống ngón tay vàng. Nó đang đến, nó đang đến, nó xuất hiện với hệ thống. Hệ thống trói định thành công, kích hoạt hệ thống vạn giới trung thành nhất bộ quần chúng kiểm kê hệ thống, đinh, hệ thống giới thiệu. Kiểm kê chư thiên vạn giới, trung thành nhất quần chúng, những người được kiểm kê và những người được kiểm kê sẽ nhận được phần thưởng lớn. Sau khi kiểm kê xong, người kiểm kê ngoài phần thưởng ban đầu, còn có thể nhận thêm năng lực của người được kiểm kê chư thiên vạn giới, đều có thể kiểm kê. Nghe đến đó, Lâm Phàm trong nháy mắt có hứng thú. Cái này không cứu được sao? nếu quả thật có thể đạt được năng lực của những người bị kiểm kê khác trong chư thiên vạn giới chẳng phải là vừa vặn có thể giải nguy cơ của thời gian chi thành hôm nay sao hệ thống phải tiến hành kiểm kê như thế nào vừa nghĩ đến đây lâm phàm vội vàng lấy ý niệm hướng hệ thống hỏi thăm chỉ cần ký chủ đem chế tác tốt video truyền lên tới chư thiên vạn giới có thể tiến hành kiểm kê trong đầu hệ thống hơi có vẻ cơ giới hóa thanh âm lần nữa vang lên theo hệ thống nhắc nhở âm hạ xuống Lâm Phạm trong đầu, chợt hiện ra vô số video clip ngắn. Đoạn video Thế giới trấn hồn nhai. Mạc tướng vu cấm, nguyện vì tạo gia đời đời, xông pha khói lửa. Mặc dù là sau khi chết, trở thành thủ hộ linh vu cấm, hướng tạo gia hậu nhân tạo diễm binh nghiêm nghị thề. Siêu thú vũ trang thế giới. Đại địch đang ở trước mặt, sư tử vương không sợ sống chết, lập lời thề với minh vương. Trong chiến đấu, ai cũng không nắm chắc tất thắng nhưng ta nguyện ý dùng sinh mệnh của ta để đổi lấy cơ hội thắng lợi. Khôi bạc thế giới. U Di cùng quỳ gối xuống đất, tức giận bất bình. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hằng Trạch Kim, Quảng Tú. Vu Khôi Bạc 1026 năm, gia nhập thần thánh liên quân phía nam chiến khu tiểu đội giả chiến, cùng Khôi Bạc Anh Dũng tác chiến. Trải qua chiến sự 171 lần, giết địch 526 tên, tại năm ngày trước tại khôi bạc trong doanh địa tử vong ta là trưởng quan vụ yêu tộc yêu hiệp của bọn họ u di cuồng ta muốn báo thù cho bọn họ từng đoạn ngắn kinh điển không ngừng hiện lên trong đầu lâm phàm ký chủ có thể tự mình chọn lựa đoạn ngắn cũng lựa chọn tiêu đề ở sau khi hoàn thành video bạn có thể tải lên lúc này hệ thống lại truyền đến âm thanh nhắc nhở kết quả là lâm phàm lấy ý niệm khống chế không ngừng chọn trúng trong đầu video đoạn ngắn, lại vì hắn chọn tốt thích hợp tiêu đề. Kiểm tra đo lường được video chế tác hoàn thành, có phải hay không lập tức tiến hành truyền lên. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm hưởng nổi lên. Vâng. Lâm Phạm ý niệm đáp ứng một tiếng. Đang truyền lên chư thiên vạn giới video. Đinh. Video tải lên hoàn thành thì hồn phố thế giới đã kết nối thế giới áo giáp đã liên kết, thế giới đã được liên kết thế giới thú vật đã kết nối. Theo từng cái video truyền lên thành công, chiêu thiên vạn giới nhất nhất liên kết. Hệ thống, tiếp theo nên làm như thế nào? Thấy thế, Lâm Phàm tiếp theo hướng hệ thống hỏi thăm. Ký chủ cần lựa chọn trong đó một cái video tiến hành đưa lên, chiêu thiên vạn giới quan sát xong về sau, tức tính kiểm kê thành công tâm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tiếp thu được nhắc nhở, Lâm Phàm lại lấy ý niệm khống chế chọn trúng trong đó một cái chế tác tốt video, đưa lên hướng chư thiên vạn giới. Sau một khắc, trên không chư thiên vạn giới chợt xuất hiện một màn sáng khổng lồ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Trung thành nhất diễn viên quần chúng, hắn vậy mà lên trước nhất bản. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc này, thế giới áo giáp. Ba người Lý Hạo Thiên vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Hô! Vừa rồi quá nguy hiểm. Lý Hạo Thiên âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cảm khái một tiếng. Đúng vậy, U Minh Ma gần đây xuất hiện, thực lực càng ngày càng mạnh. Một bên, Ngô Cương đồng ý gật đầu. Biết. Đúng lúc này, trên không trung vạn trượng, bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang rực rỡ hào quang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo màn sáng cực lớn vô biên vô hạn. Đó là cái gì? Chú ý tới biến hóa quỷ dị trên bầu trời, từ đình phi lúc này kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, ba người đều là cảnh giác cao độ, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đây chẳng lẽ là u minh ma dở trò quỷ? Là thủ đoạn công kích gì sao? Nhìn màn sáng đột nhiên xuất hiện, Lý Hạo Thiên cau mày suy đoán. Không thể nào nếu như là phương pháp tấn công, vậy diện tích bao phủ này. Chẳng phải là muốn phá hủy toàn bộ thành phố sao? Quá khoa trương. Ngô Cương khó có thể tin lắc đầu. Xem trước rồi nói sau. Nếu như đây thật sự là u minh ma gây nên, chúng ta lần này địch nhân, khả năng phi thường cường đại. Nói tóm lại, cẩn thận một chút. Từ đình phi nắm chặt nắm đấm, có chút khẩn trương nhìn chầm chầm vào màn sáng, nhắc nhở hai người Lý Hạo Thiên nếu như đây thật sự là u minh ma gây nên, đích xác quá khoa trương. Bởi vì ba người ở trước màn sáng kia, có vẻ nhỏ bé như vậy. Đó là một cổ lực lượng trước nay chưa từng có. Thế giới siêu thú, lãnh địa bạch hổ tộc. Lúc này, bạch hổ tộc đang lâm vào chiến dịch khai chiến với tuyết hoàng. Toàn bộ bạch hổ tộc, bao phủ trong không khí áp lực khẩn trương. Biết. Đúng lúc này, trên bầu trời quang mang đại trang hào quang vô tận lặng lẽ ngưng tụ thành một màn sáng khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối mà theo màn sáng xuất hiện vốn là thần kinh căng thẳng bạch hổ tộc trên dưới trong nháy mắt cảnh giác vạn phần trong đó sư vương dẫn đầu kịp phản ứng vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn màn sáng thần bí kia đây nhất định là tuyết hoàng dở trò quỷ muốn dùng cái này dao động sĩ khí của chúng ta phân phó đi xuống không có mệnh lệnh của ta tất cả mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ ngàn vạn lần phải cẩn thận. Sư vương ra lệnh một tiếng. Không biết vì cái gì, sư vương mơ hồ cảm giác, trong màn sáng kia, ẩn chứa một cổ lực lượng khó có thể tưởng tượng. Ở trước mặt cổ lực lượng này, chính là hắn đều cảm giác được lực áp bách khó có thể nói thành lời. Phản ứng đầu tiên của sư vương, màn sáng này tuyệt đối chính là tuyết hoàng âm thầm dở trò quỷ. Nhưng mà, ở trước mặt sư vương, Minh Vương sau khi cẩn thận quan sát màn sáng một phen, cũng lắc đầu phủ định nói đây hẳn không phải bọn tuyết hoàng làm lấy hiểu biết của ta đối với tuyết hoàng đây không phải tác phong của hắn hơn nữa nếu tuyết hoàng thật sự có loại lực lượng này đã sớm ra tay với bạch hổ tộc làm sao có thể đợi đến lúc này minh vương phân tích nói tuyết hoàng cùng minh vương một sáng một tối phân biệt đối ứng với quang minh cùng mặt tối song phương từ quá khứ vẫn muốn tiêu diệt đối phương nếu như tuyết hoàng có được loại lực lượng này, hẳn là đã sớm ra tay với bọn họ, ngăn cản bọn họ xâm lược các vũ trụ song song kế hoạch. Không phải tuyết hoàng. Bảy đại vũ trụ này, ai còn có bản lĩnh này? Nghe vậy, sư vương nhất thời vẻ mặt khó hiểu. Sư vương không hiểu, ngoại trừ tuyết hoàng, còn có ai có bản lĩnh này, tạo ra màn sáng động tĩnh lớn như vậy? Ta cũng không biết. Minh vương lại lắc đầu. Bất quá, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút ta luôn cảm giác được sự tình cũng không có đơn giản như vậy trên đó hình như sắp có thứ gì đó xuất hiện theo thanh âm minh vương hạ xuống bạch hổ tộc trên dưới đều ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng trên bầu trời không khí càng thêm khẩn trương khôi bạc thế giới một màn đồng dạng cũng phát sinh ở khôi bạc thế giới màn sáng thần bí bỗng nhiên phủ xuống khiến cho đông đảo khôi bạc nho nhỏ tò mò nhau nhau kỳ quái màn sáng này rốt cuộc là vật gì. Lúc này, một gã khôi bạc nhìn không được lòng hiếu kỳ, hướng Mang Tiểu Mãn hỏi: "Mang đại nhân, đây là vật gì?" Nghe vậy, Mang Tiểu Mãn cũng đang nghi hoặc nhất thời phục hồi tinh thần lại. Để duy trì hình tượng của hắn trong lòng đông đảo khôi bạc, Mang Tiểu Mãn hơi ngẩng đầu lên, ra vẻ cao thần hồi đáp: "Khụ. Đây là ta cố ý thiết lập cho mang các một hạng rèn luyện." chỉ có mang các thực lực trở nên đủ cường đại mới có thể giải khai bí mật trong đó. Nghe mang tiểu mãn thần tại trả lời, một đám khôi bạc nhau nhau vỗ tay khen hay. Thật không hổ là mang đại nhân. Lại còn có loại năng lực này. Mang đại nhân, quá lợi hại. Nhưng mà, nghe mọi người thổi phồng, nội tâm mang tiểu mãn lại thập phần xấu hổ. Thứ này rốt cuộc là lai lịch gì? Trống rỗng xuất hiện, còn bao phủ cả bầu trời tiếp tục như vậy, cũng không quá tuyệt vời a. À. Mang tiểu mãn nội tâm có chút kích động âm thầm nói. Hắn căn bản cũng không biết màn sáng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mang tiểu mãn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì. Nếu không, hắn sẽ bị bóp bóp đánh vào mặt. Bên kia, nghe được mang tiểu mãn giải thích, mang các ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn sáng trên bầu trời, như có điều suy nghĩ gật đầu. Cùng lúc đó, không chỉ có trên ba cái thế giới, chư thiên vạn giới, đều là bị đạo này đột nhiên xuất hiện thần bí màn sáng hấp dẫn. Mọi người chư thiên vạn giới nhau nhau tò mò. U di cùng. Cư nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là khôi bạc, lại có âm mưu gì? Văn, lầm lẫn, giả dối. Quẩn tư. Chẳng lẽ là có cái khác ngoài lai thế lực cũng đi tới trên địa cầu? Hàng phi thế đạo bất bình, hiện càng có dị tượng hạ xuống, chẳng lẽ? Sắp phát sinh cỡ nào đại sự? Sản ốc phu huy tai. Đây chẳng lẽ là quỷ vũ vô thảm làm quỷ? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngay tại chư thiên vạn giới mọi người vì thế nghi kỵ lẫn nhau thời điểm, nguyên bản bình tĩnh lại màn sáng, lần nữa sáng lên một đạo chói mắt kim quang. Kim quang lóe lên, trên màn sáng đột nhiên hiện ra một hàng phụ đề rõ ràng. Mười người trung thành nhất, phụ đề này vừa ra, trong nháy mắt khiến cho chư thiên vạn giới mọi người nghị luận sôi nổi. Bạch Diệt Phi Mười diễn viên quần chúng trung thành nhất Đây là ý gì? Áo đặc chi phụ Cái này trung thành nhất tên, không phải ta áo đặc nhất tộc thì không ai khác, chỉ là cái này vai phụ. Tiêu Huân Nhi Trung thành nhất với diễn viên quần chúng Nói vậy không liên quan đến tiêu viêm ca ca. Ba cơ ha ha ha. Đây không phải là nói thủ hạ của lão tử sao? Vương Tiên Chi Dị tượng thiên địa như vậy, chính là để kiểm kê mười nhân vật quần chúng trung thành kia sao? Ngay sau đó, trong màn sáng đột nhiên truyền ra một thanh âm cực kỳ uy nghiêm. Từ giờ trở đi, ta sẽ kiểm kê chư thiên vạn giới, mười nhân vật quần chúng trung thành nhất. Phản lên bản người, có thể được đại cơ duyên khen thưởng. Lời này vừa nói ra, Mọi người chư thiên vạn giới trong nháy mắt xung sao, đều vì thanh âm uy nghiêm này mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3. Thập đại trung thành nhất diễn viên quần chúng tên thứ 10 kiểm kê. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Biết ngay tại chư thiên vạn giới mọi người bởi vì thanh âm thần bí kia kinh ngạc hết sức, trên không trung, màn sáng lần nữa hiện ra kim quang. Sau một khắc, từng hàng phụ đề lặng lẽ hiện lên. Hiện tại bắt đầu kiểm kê, 10 đại trung thành nhất diễn viên quần chúng top 10. Cấm đến từ Trấn Hồn Phố, Tào Gia Thủ Hộ Linh, Văn, Lầm Lẫn, Giả Dối Thế Giới Người Xấu Bất Lương soái Viên Thiên Cương nhìn thấy tên xuất hiện trên màn sáng, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc cái này ở cấm ta nhớ rõ là năm đó tam quốc thời kỳ tào tháo thủ hạ một viên đại tướng a không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy hắn còn có thể lấy thân phận thủ hộ linh đời đời thủ hộ tào gia viên thiên cương cẩn thận nhớ lại một phen sau đó một mình lẩm bẩm nói người trung thành như thế đúng là hiếm thấy vu cấm đích xác xứng với cái tên trung thành nhất viên thiên cương nói tiếp rõ ràng đã sớm chết đi, nhưng mặc nhiên cam nguyện hóa thành thủ hộ linh, thủ hộ tàu gia đời đời. Phần trung thành này, nhật nguyệt khả giám. Thế giới inhuman. Hội trưởng thiên hạ phong chính hào nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ. Thủ hộ linh. Xem ra, cũng có chút tương tự với câu linh sai tướng của phong gia ta. Phong chính hào tự nói. Nhưng khác với câu linh sai tướng, đây là cam tâm tình nguyện bảo vệ tàu gia đời đời lòng trung thành này quả thật khiến người ta kính nể phong chính hào lại cảm thán một tiếng phong gia câu linh khiển tướng là có thể khống chế linh hồn cũng đem một bộ phận năng lực trong đó hóa thành mình dùng cùng tàu diễn binh cùng vu cấm quan hệ ngược lại có chút tương tự bất đồng chính là thân là thủ hộ linh là cam tâm tình nguyện ở lại bên người tàu diễn binh mà tất cả những thứ này đều là vì báo đáp tàu gia phần trung thành này làm cho phong chính hào cũng lâm vào động dung. Trấn hồn phố thế giới. Lúc này, trong la sát nhai. Hôm nay chính là Tết Trung Nguyên, là ngày bách quỷ thường lui tới. Trấn hồn tướng Tào Diễm Binh phụ trách trấn thủ phố La Sát, đang canh giữ đường phố, phòng ngừa bách quỷ hòa loạn. Lại nhìn Tào Diễm Binh bên cạnh, rõ ràng đứng một gã nam nhân thân hình cao lớn, thân thể hư ảo. Mà người này, chính là thủ hộ linh của Tào Diễm Binh, vu cấm. Lúc này Tào Diễm Binh và Vu Cấm cũng chú ý tới màn sáng thần bí đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phố La Sát. Tào Diễm Binh thập phần cảnh giác. Ngay sau đó, Tào Diễm Binh liền thấy được biến hóa trên màn sáng, một hàng phụ đề hiện ra. Khi nhìn thấy 10 nhân vật quần chúng trung thành nhất kia, người đầu tiên xuất hiện chính là Vu Cấm, Tào Diễm Binh nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Vu Cấm bên cạnh. Trái lại Vu Cấm, cũng là nhìn chầm chầm vào màn sáng, giống như là muốn từ trên màn sáng hiểu rõ chút gì đó. Bên kia, lối vào phố La Sát. Lưu Thiên Hữu vừa xâm lấn đến phố La Sát, nhìn chầm chầm màn sáng thần bí treo trên bầu trời, vừa lúc thấy được vu cấm lên bảng xếp hạng thứ 10. Thấy vậy, ánh mắt Lô Thiên Hữu chật lạnh như băng, trong miệng khinh thường lẩm bẩm. Cấm sao? Ta nhớ rõ hắn là thủ hộ linh của tàu diễm binh chứ. Hắc hắc. Chờ ta sang bằng phố La Sát này, ta muốn xem ngươi trung thành đến mức nào dứt lời vẻ mặt lô thiên hữu càng thêm âm lãnh ngay sau đó lô thiên hữu tiếp tục đi vào trong phố la sát biết cùng lúc đó trên không trung màn sáng lại phát sinh biến hóa từng hàng chữ cái hiện ra dần dần nhạt đi biến mất không thấy thay vào đó là một đoạn video ngắn video bắt đầu phát video hình ảnh bên trong là một chỗ tối tăm trên đường phố cuối đường phố, có một cây hòe lớn cổ xưa. Lúc này dưới tàn cây hòe lớn, rõ ràng có hai gã thân hình cao lớn thủ hộ linh, đang đứng ở phía sau chủ nhân của mình, dằn co lẫn nhau. Trong đó đầu đội nón, thủ hộ linh uy phong lẫm liệt, hẳn là lần này bị người kiểm kê cấm. Một thủ hộ linh khác là thủ hộ linh của Lưu Thiên Hữu, lãng tử Yến Thanh Ti. Lại nhìn trong hình, Lưu Thiên Hữu vẻ mặt trêu tức nhìn tạo diễm binh lúc này lô thiên hữu đã xử lý toàn bộ ba vị trấn hồn khác trong la sát nhai trước mắt chỉ còn lại một mình tàu diễm binh mà thôi mà đối với tàu diễm binh tuổi nhỏ vẻ mặt kiêu ngạo của lô thiên hữu hiển nhiên không để tàu diễm binh vào mắt ha 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 từ hôm nay qua đi phố la sát này chính là của ta cái gì mà trấn hồn tướng bất quá chỉ như thế lư thiên hữu càng rỡ dương trời cười to rồi sau đó sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Yến Thanh Ti, lên. Vâng. Yến Thanh Ti đáp ứng một tiếng, rút vũ khí ra, nhảy dựng lên, chém tàu diễm binh giữa không trung. Vu cấm. Thấy thế, tàu diễm binh ung dung hô một tiếng. Vâng, thiếu chủ. Phía sau bị cấm, cũng lập tức đáp lại. Vừa nói xong, vu cấm lập tức vọt tới trước mặt tàu diễm binh, vung đại đao nghênh đón song đao của Yến Thanh Ti từ trên xuống dưới khen. Trong khoảnh khắc, một tiếng kim loại va chạm chói tai truyền ra. Đại đao của Vu Cấm va chạm kịch liệt với song đao của Yến Thanh Ti, lực lượng cường đại nhất lên một trận kình phong kinh người. Sau một chiêu giao thủ, Vu Cấm và Yến Thanh Ti cùng lui về phía sau. Mọi người chư thiên vạn giới quan sát đến đây đều nhao nhao nghị luận ra tiếng. Tần Thời Minh Nguyệt thế giới, trong hoàng cung nhìn vu cấm và yến thanh ti một lời không hợp liền triển khai một phen kịch chiến triệu cao có chút tiếc hận thở dài một hơi đáng tiếc thật sự là đáng tiếc a à. hai gã đại tướng như vậy lại không thể cho đại tần ta sử dụng nếu vu cấm có thể sinh ở đại tần tất nhiên có thể trở thành một đại cao thủ trong lưới nói chuyện triệu cao nhìn về phía cùng ở trong phòng giăng lưới cấp thiên tự sát thủ lục kiếm nô Mọi người cảm thấy Vu Cấm và Yến Thanh Ti ai thắng ai thua. Triệu Cao tò mò hỏi: "Bẩm đại nhân, Yến Thanh Ti xuất đao quả quyết, thực lực không tầm thường, mà Vu Cấm, mặc dù cầm đại đao, đao pháp cũng linh hoạt. Bất quá từ hai người vừa giao thủ mà xem, tự hồ là Vu Cấm càng tốt hơn." Trong sáu kiếm nô, Chân Cương vốn nổi tiếng với kiếm thuật cương mãnh, trầm giọng mở miệng nói: "Vậy sao?" tôi lại cảm thấy Yến Thanh Ti có phần thắng hơn. Triệu Cao mỉm cười, tỏ vẻ nói. Vu cấm, Yến Thanh Ti hai người đều là thủ hộ linh, thực lực hẳn là không chênh lệch nhiều. Nhưng làm chủ nhân, tên Lưu Thiên Hữu kia lại càng thêm tâm ngoan thủ lạc. Người thành đại sự, không thể thiện lương như tào diễm binh. Nhất định, sát phạt quyết đoán. Triệu Cao giống như hướng mọi người nhắc nhở nói. Vâng, đại nhân. Lục Kiếm Nô lập tức đáp ứng một tiếng. Thiên hành cửu ca thế giới. Tổ chức sát thủ Lưu Sa một đám tề tụ cùng một chỗ. Mọi người đều là thấy được trên bầu trời phát ra video clip ngắn, bởi vậy thảo luận một phen. Hắc hắc, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Vô Song Quỷ hưng phấn la to. Đại nhân, ngài cảm thấy ai có thể thắng a? À? Vô Song Quỷ nhìn về phía Lưu Sa thủ lĩnh vệ trang, tò mò hỏi một tiếng vu cấm. Vệ trang dừng một chút, ngữ khí bình thản nói. Cùng lúc đó, trên màn sáng tiếp tục chiếu video. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Ta vu cấm, nguyện vì tạo gia thời đại phó canh đạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong màn sáng, video tiếp tục chiếu bang. Theo một tiếng nổ truyền ra, vu cấm bộc phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt xông về phía Yến Thanh Ti. Chờ vọt tới trước mặt Yến Thanh Ti, hai tay cầm đao của vu cấm lập tức phát lực, nhanh chóng chém Yến Thanh Ti ra mấy đao. Hô 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 nhưng mà, mấy đao khí thế hung hãn của vu cấm lại bị Yến Thanh Ti linh hoạt né tránh. Yến Thanh Ti vừa tránh né, vừa tìm thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Phía sau, nhìn Yến Thanh Ti bị cấm không ngừng bước lui, trên mặt Lô Thiên Hữu lại không có chút kích động nào. Ngược lại, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, càng lúc càng rõ ràng. Xem ra lệnh cấm này cũng chỉ như thế mà thôi. Không. Phải nói là những trấn hồn tướng này cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Lưu Thiên Hữu đắc ý cười lạnh nói. Lô Thiên Hữu cũng không lo lắng hắn sẽ bại. Bởi vì vừa rồi, ba vị trấn hồn tướng khác của trấn hồn nhai đều đã bị hắn quét sạch. Mà tạo diễm binh trước mắt bất quá chỉ là một tiểu hài tử hắn còn có thể bắt không được sao hơn nữa chỉ xét về thực lực mà nói lô thiên hữu có tự tin yến thanh ti tuyệt đối mạnh hơn vu cấm vương nghĩ tới trấn hồn nhai lập tức sẽ rơi vào trong tay hắn đồ chơi trong lòng lô thiên hữu chợt sinh nhanh như vậy kết thúc cũng quá nhàm chán để yến thanh ti chơi với đứa bé này một lát đi trái lại tàu diễm binh đối diện thấy vu cấm công kích nhiều lần bị yến thanh ti tránh thoát nhất thời có chút sốt ruột cấm cố lên trong lòng tàu diễm binh âm thầm vì cấm mà cổ vũ nói cục diện lúc này yến thanh ti nhìn như đang không ngừng né tránh bị cấm bức có vẻ chật vật liên tục lui về phía sau nhưng trên thực tế yến thanh ti đã đem cấm đùa dẫn trong lòng bàn tay quả nhiên chỉ chốc lát sau vu cấm một đao chém xuống lưỡi dao nặng nề nện trên mặt đất đem mặt đất đều cho bổ ra một đạo lỗ hổng kinh người tương tự vu cấm lần công kích này lại bị yến thanh ti hiểu rõ né tránh trước hưu 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 lúc này thừa dịp vu cấm nhất thời thu lực không kịp yến thanh ti lui ra trở tay lấy liên nỏ ra nhắm ngay vu cấm nhanh chóng bóp cò trong khoảnh khắc từng mũi tên xuyên qua không khí hướng cấm bắn tới không tốt nghe được tiếng xé gió lạnh thấu xương này gào thét đánh úp lại vu cấm thầm nghĩ một tiếng không tốt toàn lực đem đại đao thu hồi ngay sau đó, vội vàng bước ra bạo lui. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, cái kia từng chi nỏ tiễn đi tới, nhất thời bổ nhào cái không, toàn bộ bắn ở trên mặt đất. Cường đại xuyên thấu lực, đem mặt đất đều cho bắn xuyên ra từng cái cửa động. Cũng may, thời khắc mấu chốt vu cấm phản ứng kịp thời, né tránh công kích của Yến Thanh Ti. Sau đó Yến Thanh Ti tiếp tục dùng phương thức mèo vần chuột để chiến đấu với vu cấm. Nhìn tình hình chiến đấu giữa Vu Cấm và Yến Thanh Ti, đám người chư thiên vạn giới nhao nhao lên tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, Vu Cấm sợ là sẽ thua a. À. Đúng vậy, công kích của hắn căn bản không chạm tới Yến Thanh Ti, ngược lại mỗi lần Yến Thanh Ti ra tay đều khiến Vu Cấm gặp nguy hiểm. Cấm, nhất định phải thắng. Tôi thật sự không quen nhìn sắc mặt Lô Thiên Hữu. Lô Thiên Hữu này cũng quá kiêu ngạo, tốt xấu xấu. Thế giới áo giáp ngô cương luôn luôn tính tình thẳng thắn sau khi thấy vu cấm không ngừng bị yến thanh ti trêu chọc nhất thời có chút tức giận đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao quá không tôn trọng đối thủ nếu yến thanh ti này xuất hiện trước mặt tôi xem tôi không trực tiếp thưởng cho hắn một cái kim cương sơn hải quyền nói chuyện ngô cương còn đặc biệt đấm một cái bộ dáng tức giận bất bình nghe vậy từ đình phi ở một bên nhìn không được phì cười một tiếng nói chỉ có ngươi. Thôi đi. Đổi lại là ngươi, đoán chừng bị người khác đùa dẫn Đông Nam Tây Bắc đều tìm không thấy. Lúc này, Lý Hạo Thiên cũng thu hết đoạn video vào đáy mắt, nhướng mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào màn sáng. Chỉ sợ, trận chiến đấu này còn không đơn giản như vậy. Lý Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, hai người từ đình phi nhau nhau nhìn về phía Lý Hạo Thiên. Nhìn bề ngoài, thực lực của Vu Cấm và Yến Thanh Ti dường như không khác nhau nhiều. Nhưng mọi người nhìn kỹ sẽ phát hiện, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, tất cả đều nằm trong tính toán của Yến Thanh Ti. Mà Cấm, căn bản là bị Yến Thanh Ti dắt đi. Theo Lý Hạo Thiên nói xong, từ đình phi cùng Ngô Cương hai người nhau nhau thu hồi vui đùa, cùng Lý Hạo Thiên, tiếp tục nhìn về phía hình ảnh video kia. Cùng lúc đó, khôi bạc thế giới. Tiểu mang các nhìn trong video, vu cấm và yến thanh ti đánh nhau khốc huyễn trong mắt hiện lên vẻ hướng tới mang đại nhân sau này ta sẽ cường đại như bọn họ sao ngay sau đó tiểu mang cát nhìn về phía mang tiểu mãn vẻ mặt ngây thơ hỏi ha 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 nghe vậy mang tiểu mãn đột nhiên nở nụ cười sờ sờ đầu tiểu mang cát nói tiếp sẽ có chỉ cần ngươi nghe lời dưới sự huấn luyện cẩn thận của ta ngươi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ như bọn họ thậm chí còn mạnh hơn bọn họ vâng nghe nói như thế tiểu mang các cao hứng gật gật đầu lớn tiếng đáp ứng này lúc này tiểu mang các đột nhiên bày ra tư thế trong một ý niệm sáu mạch môn toàn bộ mở ra mang đại nhân vậy ngươi theo ta huấn luyện thêm một lát ta còn có thể kiên trì ta muốn nhanh chóng trở nên càng cường đại tiểu mang các tiếp theo bày tỏ với mang tiểu mãn nhìn bộ dáng vô cùng nghiêm túc của tiểu mang cát, mang tiểu mãn im lặng, theo bản năng lau mồ hôi trên trán. Hồi tưởng lại lúc tiểu mang cát mới vừa mở mạch, hình ảnh một quyền đem hắn đánh bay, đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Thấy tiểu mang cát mạch môn toàn bộ mở ra liền muốn tìm hắn, bồi luyện, mang tiểu mãn đầu vội vàng lắc như trống bỏi. Khủ! Thực lực của ta không nên cho ngươi thấy quá nhiều. Nếu không, triển lãm nhiều, sau này sẽ vô dụng hơn nữa trở nên mạnh mẽ không thể nóng lòng nhất thời phải tuần tự từng bước mới được mang tiểu mãn giải thích như thật ta hiểu rồi mang đại nhân nói rất đúng tiểu mang cát không rõ nên gãi đầu vẫn ngoan ngoãn đáp ứng thấy thế mang tiểu mãn lúc này mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm vội vàng kêu gọi tiểu mang cát tiếp tục chú ý cái kia video clip ngắn thế giới siêu thú hư sư vương nhìn lư thiên hữu vẻ mặt đắc ý lại nhìn thoáng qua linh yến thanh vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng sư vương nói thẳng người này đáng ghét như quỷ cốc bộ dáng tiểu nhân mười phần thực hiện được thật hy vọng vu cấm này có thể trực tiếp một quyền đánh cho hắn nổ tung nếu người này dám xuất hiện trước mặt ta ta khẳng định sẽ cho hắn một trận cho hạ giận sắc mặt tiểu nhân kia của hắn thật đáng giận nghe vậy Minh Vương cười cười, nói tiếp: "Đừng có gấp. Cuộc chiến giữa hai người bọn họ còn chưa kết thúc, tuy rằng hiện tại Yến Thanh Ti đã chiếm ưu thế, nhưng thắng bại trên chiến trường không ai có thể nói chính xác, vậy Vu Cấm nói không chừng có thể nghịch chuyển thế cục." Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5: Phản loạn nữ quỷ tàu diễm binh bị mê hoặc tâm bạn đang nghe tại truyện chấm audio trên màn sáng video tiếp tục phát trong hình yến thanh ti và vu cấm vẫn đang chiến đấu kịch liệt phía sau lô thiên hữu yên lặng quan chiến vẻ mặt phi thường đắc ý tự hồ nắm chắc thắng lợi trái lại tàu gia huynh đệ bên này không khí hơi lộ vẻ áp lực hai huynh đệ tàu gia tự hồ đã quên tối nay là tết trung nguyên dưới tàn cây hòe lớn bách quỷ dạ hành. Trong trấn hồn nhai xuất hiện quỷ, càng ngày càng nhiều. Một đạo bóng ma, nhỏ giọng không ngừng xuất hiện ở hai huynh đệ phía sau cây hòe lớn trên. Đôi mắt u quan kia, nhìn chầm chầm hai người, tự hồ chuẩn bị làm gì đó. Lúc này, đệ đệ tào huyền lượng có chút lo lắng nhìn vu cấm, hai tay không tự giác khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Tào huyền lượng tự nhiên cũng nhìn ra, vu cấm rõ ràng là đang bị Yến Thanh Ti đùa giỡn nhưng hắn cùng tàu diễm binh lại bất lực chỉ có thể ở một bên yên lặng cầu nguyện rất nhanh trên chiến trường vu cấm cùng yến thanh ti chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn vu cấm lần lượt ra sức tấn công yến thanh ti ngược lại yến thanh ti dáng vẻ vô cùng thoải mái bình tĩnh ung dung lấy ưu thế tốc độ của bản thân lần lượt tránh thoát công kích nhưng điều này cũng khó trách dù sao lúc trước ở lương sơn yến thanh ti đã bị gọi là lãng tử yến thanh ti phóng nhãn toàn bộ lương sơn, nói riêng khinh công, tốc độ thân pháp mà nói, tuyệt đối là số một số hai lương sơn. Yến Thanh Ti có thể lấy ưu thế tốc độ của mình khống chế cục diện cũng vô cùng hợp lý. Hưu. Đúng lúc này, Yến Thanh Ti vừa mới tránh được một đao, đột nhiên lại bắn một mũi tên về phía vu cấm, một mũi tên dừng bước tại chỗ. Sau đó, Yến Thanh Ti vừa lùi lại, vừa khuyên nhủ. Vu cấm, đừng đánh nữa, ta và ngươi đánh tiếp, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trấn Hùng Nhai hôm nay, những con đường khác cơ bản đều đã bị chiếm lĩnh. Mà phố La Sát này, chỉ dựa vào hai đứa trẻ này, căn bản không thể giữ được. Đánh nữa, cũng chỉ là cá chết mà lưới sẽ không trách. Yến Thanh Ti sợ dĩ không có ác ý cấm đùa dẫn như vậy. Ngược lại, trong lòng Yến Thanh Ti thật ra cũng không muốn đánh đến người chết ta sống với vu cấm. Chỉ là bất đắc dĩ, thủ hộ linh chỉ có thể trung thành với người gửi linh lô thiên hữu muốn hắn cùng vu cấm đánh hắn cũng chỉ có thể tuân theo bởi vậy yến thanh ti vẫn hy vọng vu cấm có thể thức thời đầu hàng không cần chống cự nữa nhưng mà yến thanh ti hảo tâm khuyên bảo vu cấm lại coi như tổn hại chỉ thấy không quan tâm nhất đại đao lên tiếp tục tấn công yến thanh ti vu cấm trong lòng đồng dạng như thế vì thủ hộ đời sau tào gia mặc dù biết rõ đánh không lại hắn cũng nhất định phải đánh vu cấm tiếp tục cầm đao không biết mệt mỏi tiến công hưu trong khoảnh khắc một đạo tiếng xé gió vang lên thấy vu cấm không nghe lời khuyên yến thanh ti khẽ cắn môi lập tức bắn ra một mũi tên răng rắc lúc này đây yến thanh ti bắn ra một mũi tên gần như là sát vào thân thể vu cấm vu cấm mặc áo giáp tại chỗ bị mũi tên sắc bén cắt trách một đạo dấu vết Mặc dù như thế, Vu Cấm chỉ nhìn thoáng qua áo giáp bị tổn hại, vẫn chưa dừng lại. Mà là vẫn không chịu buông tha, rút đao về phía trước. Bên kia, chứng kiến một màn như vậy, Tào Huyền Lượng càng là lo lắng nhìn về phía ca ca Tào Diễm Binh, hỏi: "Ca ca, ngăn cản hắn. Thật sự có thể chống đỡ sao?" Nghe vậy, Tào Diễm Binh kiên định gật đầu, trả lời: "Không cần lo lắng, Vu Cấm tướng quân" Nhất định có thể đứng vững. Cùng lúc đó, ngay tại hai huynh để nói chuyện thời điểm, hai người hoàn toàn không có chú ý tới, phía sau cây hòe lớn trên, một tiểu cô nương, bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống. Đúng là vong linh phố la sát, ách nữ tiểu nhu. Ngươi! Nhìn tiểu nhu đột nhiên xuất hiện, tàu huyền lượng không khỏi kích động một chút. Nhưng rất nhanh, tàu huyền lượng kịp phản ứng, vội vàng hướng về phía tiểu nhu hô to một tiếng. Cẩn thận! Trước mắt, vu cấm cùng Yến Thanh Ti hai cái thủ hộ linh đang kịch liệt chiến đấu, nếu như Tiểu Nhu không cẩn thận cuốn đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị thương đến. Nào biết, lúc Tào Huyền Lượng nói chuyện, cũng không có chú ý tới. Ánh mắt Tiểu Nhu, thay đổi dĩ vãng, dần dần biến thành màu đen trống rỗng vô thần. Tiểu Nhu xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Tào Huyền Lượng. Ngay sau đó, không hề báo trước, Tiểu Nhu nhanh chóng vươn tay phải ra, đem bàn tay đặt ở trên đầu tàu huyền lượng. Chao ôi! Sau một khắc, một cổ hắc khí từ lòng bàn tay tiểu nhu phóng ra, không ngừng tuôn về phía thân thể tàu huyền lượng. a à, bị luồng hắc khí này xâm lấn, tàu huyền lượng lúc này kêu thảm một tiếng. Bùm! Mà theo một cổ hắc khí liên tục trót vào, tàu huyền lượng vốn còn muốn hướng tiểu nhu nói chút gì đó, chỉ cảm giác được đầu óc một trận mê muội Cuối cùng, tàu huyền lượng hai mắt tối sầm té xỉu đệ đệ thẳng đến lúc này tàu diễm binh mới phát hiện khác thường sốt ruột hô một tiếng cốc sau đó tàu diễm binh nhìn thoáng qua tàu huyền lượng hôn mê tức giận khẽ cắn môi ba bước cũng hai bước xông lên phía trước một cước đá văng tiểu nhu anh đã làm gì em trai tôi tàu diễm binh tức giận mắng tiểu nhu tiểu nhu trầm mặt không nói ánh mắt đen kiệt nhìn chằm chằm tàu diễm binh thấy thế Tào Diễm Binh nắm chặt nắm đấm, muốn động thủ với Tiểu Nhu. A, à, đột nhiên, Tào Huyền Lượng ngã xuống đất phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, thân thể Tào Huyền Lượng rung rẩy từ trên mặt đất bò lên. "Đệ, đệ đệ." Nhìn Tào Huyền Lượng đột nhiên đứng lên, Tào Diễm Binh ngẩn người, chợt nghi hoặc hô một tiếng. "A, à, nào biết, một giây sau, Tào Huyền Lượng mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, trong ánh mắt tản ra màu tím u quang." há miệng rống to một tiếng. Bộ dáng kia, thật giống như là ác linh bạo tẩu. Cái này còn chưa xong, lúc này tàu huyền lượng phản phất hoàn toàn mất đi trí nhớ, cầm lấy dao nhỏ trong tay, quơ lung tung liền hướng tàu diễm binh vọt lên. Không cần. Thấy thế, tàu diễm binh chỉ có thể vừa hô vừa lui. Ai ngờ, tàu huyền lượng giống như điên rồi, căn bản nghe không lọc lời tàu diễm binh. Bùng. Sau đó, tàu huyền lượng mạnh mẽ phát lực xông lên trực tiếp xông lên đánh ngã tàu diễm binh dao nhỏ trong tay tàu huyền lượng lúc này hung hăng đâm về phía tàu diễm binh thấy tàu huyền lượng hoàn toàn không khống chế được còn dao chém về phía hắn bất đắc dĩ tàu diễm binh chỉ có thể bắt lấy hai tay tàu huyền lượng tạm thời đánh nhau bên ngoài màn sáng chư thiên vạn giới mọi người nhìn thấy thủ hộ linh trong lúc đó chiến đấu còn chưa có kết thúc vừa quay đầu Tào Diễm Binh cùng Tào Huyền Lượng hai huynh đệ ngược lại chính mình đánh nhau, mọi người đều là một trận đau đầu. Thủ hộ linh chiến đấu còn chưa kết thúc, hai huynh đệ bọn họ, như thế nào đánh nhau? Ngoại hoạn này còn chưa giải quyết, sao lại bắt đầu nội chiến? Không đúng, xem ra là có ác linh khác xông vào. Vậy Tào Huyền Lượng, chẳng lẽ là bị con ác linh kia mê hoặc, mất tâm trí? Vu cấm vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, thân là ký linh nhân tạo diễm binh còn xảy ra vấn đề. Cái này chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. PS Người mới sách mới cầu ủng hộ, nếu như các vị cảm giác tác giả viết còn được, hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu, ủng hộ một chút đi, tác giả ở chỗ này quỳ tạ các vị độc giả đại đại. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương 6. Huynh đệ tàn sát, vu cấm chịu chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hùng binh liên thế giới, liệt dương tinh. Lúc này trên bầu trời liệt dương tinh cũng bị một màn sáng thần bí bao phủ. Sau khi màn sáng thần bí này xuất hiện, phan chấn tướng quân liền nhận ra. Ngay khi phan chấn còn đang tò mò màn sáng thần bí này rốt cuộc là thứ gì, màn sáng đột nhiên xảy ra biến hóa. Ngay sau đó, phụ đề từng xuất hiện ở chư thiên vạn giới cũng theo đó mà hiện lên. Nhìn chữ trên màn sáng, Phan Chấn trong lòng hết sức tò mò lẩm bẩm. Mười nhân vật quần chúng trung thành nhất. Không biết, lấy lòng trung thành của ta đối với liệt dương tinh, có thể lên được bản này hay không? Sở dĩ Phan Chấn tò mò muốn lên bản, thứ nhất là có thể nhận được phần thưởng của người được kiểm kê. Thứ hai, Phan Chấn hỏi thăm qua, màn sáng thần bí này không chỉ xuất hiện ở liệt dương tinh, mà ngay cả những tinh cầu khác cũng đều xuất hiện. Điều này cũng có nghĩa là, một khi lên bảng, lòng trung thành không hai sẽ để chư thiên vạn giới đều biết. Chẳng qua, không đợi Phan Chấn nghiên cứu rõ ràng quy tắc và điều kiện lên bảng cụ thể, Phan Chấn đã nhìn thấy hình ảnh video trên màn hình. Vì thủ hộ Tào gia, vì thủ hộ phố La Sát, dứt khoát kiên quyết khai chiến với Yến Thanh Ti. Càng sâu, vu cấm cho dù là thân ở hoàn cảnh xấu, cũng vẫn không sợ chiến ý mười phần. Hành động cấm đoán, không thể nghi ngờ đã giành được sự tán thưởng của Phan Chấn. Vu cấm. Quả nhiên trung nghĩa với Tào Gia. Đáng tiếc, nếu như hắn có thể trở thành thủ hạ của ta, thật là tốt biết bao. Nhìn hình ảnh trong video đau khổ kiên trì, Phan Chấn không khỏi có chút động dung, âm thầm cảm khái nói. Phan Chấn nếu thân là một gã tướng quân, tự nhiên thập phần khát vọng, có thể có một gã thủ hạ, giống vu cấm như vậy trung nghĩa cùng lúc đó thiên hành cửu ca thế giới mông điềm đại tướng quân đồng dạng thấy được nhìn không sợ sinh tử thề sống chết thủ vệ tạo gia đoạn ngắn bởi vậy mông điềm nội tâm cảm xúc rất sâu đối với cấm túc kính nể ai đáng tiếc a à. tướng quân trung nghĩa như thế không phải người mông gia ta không biết rốt cuộc là vị tướng quân nào mà lại có mệnh tốt như vậy nghĩ đến đây Mông Điềm không khỏi cảm thán một câu. Nhớ hắn Mông Điềm, Mông Đại Tướng Quân, cả đời vì Đại Tần Hoàng để lập xuống vô số công lao hãng mã. Vì, chính là hai chữ trung nghĩa kia. Lúc này nhìn thấy vu cấm, Mông Điềm hoàn toàn là thức anh hùng, trọng anh hùng. Thậm chí, ở trên người cấm, Mông Điềm càng có thể sinh ra một ít đồng cảm. Bất quá, so với vu cấm cả đời thi hành trung nghĩa, trung nghĩa của ta, tự hồ còn kém một chút ý tướng thật sự xấu hổ. Dứt lời, mong điềm cầm lấy ly rượu trên bàn, có cảm xúc mà phát ra hướng cấm đoán trong video, cách không cùng ly uống rượu. Mong điềm phát ra từ nội tâm kín để cấm sở biểu hiện ra trung nghĩa, ngay cả bản thân hắn cũng mặc cảm. Dù sao, hắn mong điềm còn sống, thân là người, vì chủ nhân xông pha khói lửa, theo lý thường phải làm. Trái lại với lệnh cấm thì khác, không chỉ khi còn sống vì tạo gia dân hiến cả đời ngay cả sau khi chết, đều cam nguyện trở thành thủ hộ linh của Tào Gia, đời đời thủ hộ Tào Gia. So sánh hai người, hắn mong điềm, đích thật là hơi kém cỏi. Một chén uống cạn, mong điềm hứng thú tiếp tục nhìn về phía hình ảnh màn sáng trên bầu trời, chờ mong vu cấm kế tiếp sẽ như thế nào. Thế giới hải tặc, một nơi nào đó trên mặt biển ở tân thế giới. Cựu nguyên soái hải quân chiến quốc, đang trợ giúp hải quân, bắt giữ Don Quy Sót Doflimo của thất vũ hải dưới thời cựu vương, đi đến nhà tù thành phố. Lúc này, chiến quốc đang đứng trên bông tàu chiến hải quân và đang nhìn lên một bức màn ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời. Nhất là khi chiến quốc nhìn thấy vu cấm vì tạo ra sông pha khói lửa, không tiếc một màn, nội tâm chiến quốc nhất thời cảm khái muôn vàng. Nếu như hải quân trên dưới đều có thể giống như cấm, không chứa tư tâm, một lòng chỉ vì hòa bình, những hải tặc gây chuyện kia, làm sao có thể là đối thủ? Nói chuyện, chiến quốc theo bản năng nhìn thoáng qua khoan thuyền giam giữ Doflimo gian phòng. Chiến quốc không khỏi hồi tưởng, vậy thất vũ hải dưới vương thế nào? Hải tặc lớn được chính phủ thế giới công nhận, ở một mức độ nào đó có quyền ân xá và tư cách đặc biệt, có thể tránh khỏi bị hải quân treo giải thưởng bắt giữ. Nhưng mà, cũng đã cho tới quyền lực lớn như vậy, như là dorominka Minh Ca, vẫn là âm thầm làm tiểu động tác, phản bội thất vũ hải không chỉ là thất vũ hải, ngay cả nội bộ hải quân, đều lục đục với nhau. Trước đây có đại tướng xích khuyển và thanh trĩ giành vị trí nguyên soái, quyết đấu kéo dài đến 10 ngày ở bàn khắc cáp tác đức. Cả hai bên đều suýt giết nhau. Đây chẳng lẽ là tận trung tận nghĩa với hải quân sao? Sau đó còn có phó đô đốc Virgo, nằm vùng phản bội hải quân, dọn sạch chướng ngại vật cho Doro. Đây cũng là bất trung bất nghĩa. Nội bộ hải quân này, nói không chừng còn có bao nhiêu nội gián, muốn tìm được người nối nghiệp trung nghĩa lưỡng toàn quá khó khăn cùng lúc đó tầm mắt trở lại hình ảnh trong video trải qua một phen đánh nhau tàu diễm binh rốt cục tránh thoát tàu huyền lượng chỉ là tàu huyền lượng như trước không ngừng phát động công kích đối với hắn lúc này tàu diễm binh đã ý thức được tàu huyền lượng nhất định là bị mê hoặc vì thế tàu diễm binh chỉ có thể lần nữa bị động không ngừng né tránh một bên cố gắng lớn tiếng kêu to hy vọng có thể mượn chuyện này đánh thức tàu huyền lượng huyền lượng dừng tay mau dừng tay ta là kka trong hình ảnh tàu diễm binh lần lượt kêu to nhưng mà tàu huyền lượng trước mặt giống như là hoàn toàn mất trí nhớ căn bản không nghe tàu diễm binh đang nói cái gì chỉ một mực phát động công kích đối với hắn tàu huyền lượng không ngừng vung tiểu đao trong tay một lần lại một lần đâm về phía tàu diễm binh. Nhiều lần, đều suýt nữa thật sự làm bị thương tàu diễm binh. Bên kia đang chiến đấu với Yến Thanh Ti, cũng phát hiện tình huống bên tàu diễm binh. Đang. Thấy vậy, vu cấm hư vung một chiêu, tạm thời bức lui Yến Thanh Ti, muốn lên đường cứu tàu diễm binh. Hư. Nhưng mà, một giây sau, một đạo tiếng xé gió đánh úp lại, nỏ tên vu cấm bắn ra, nhất thời cấm ở trên đường vu cấm cố gắng cứu viện. Vu cấm lại một lần nữa bị Yến Thanh Ti chặn lại. Lúc này, Yến Thanh Ti cũng phát hiện Vu cấm có gì đó không đúng, chú ý tới tình huống bên tàu diễm binh. Vu cấm, loại mảnh tướng như ngươi, đi theo bên cạnh ký linh nhân, quả thực là mai một ngươi. Ta nói rồi, phố La Sát không thể bảo vệ được. Yến Thanh Ti lại ra mặt khuyên can Vu cấm. Chỉ là, vô luận Yến Thanh Ti khuyên bảo như thế nào, Vu cấm vẫn coi như không nghe thấy, một lòng thầm nghĩ mau chóng đi giúp tàu diễm binh. Chỉ cần hắn chết, ngươi liền tự do. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Thấy tâm cấm thiết, Yến Thanh Ti không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Hưu, hưu, hưu. Ngay sau đó, Yến Thanh Ti liên tiếp bóp cò liên nỏ, bắn ra từng mũi tên, đẩy nhanh thế tiếng công cấm. Lại nhìn vào cấm, bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép một bên phòng thủ một bên trơ mắt nhìn tàu diễm binh còn đang không ngừng la lên, không ngừng né tránh tàu huyền lượng công kích. Tình hình chiến đấu càng lúc càng nguy cấp. Vốn không có bất kỳ ưu thế nào, còn phải lo lắng cho an nguy của tàu diễm binh. Cũng không lâu lắm, toàn thân trên dưới đều xuất hiện một ít thương thế. TS, người mới sách mới cầu ủng hộ. Nếu như các vị cảm giác tác giả viết còn được, hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu, ủng hộ một chút đi tác giả ở chỗ này quỳ tạ các vị độc giả đại đại. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Mạc tướng vu cấm. Nguyện vì tạo gia đời đời phó canh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xé rách. Bỗng nhiên, một tiếng xé rách vang lên. Trong hình ảnh, tàu diễm binh né tránh không kịp, không cẩn thận bị tàu huyền lượng mất trí làm bị thương cánh tay. Tiết tắc, tiết tắc. Trong khoảnh khắc, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân tàu diễm binh. Sắc mặt tàu diễm binh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thiếu chủ. Đem một màn này thu hết vào đáy mắt, sau khi nhìn thấy tàu diễm binh bị thương, lúc này lo lắng hô to một tiếng. Thân là tàu gia đời đời thủ hộ linh hắn, lại há có thể trơ mắt nhìn tàu gia hậu nhân thân ở hiểm cảnh. a à, ngay sau đó, vu cấm phẫn nộ rít gào một tiếng, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có, toàn lực một đao chém ra, đem yến thanh ti đổi thành song đao tiến công, mạnh mẽ đẩy lui song đao, lực lượng cường đại khiến yến thanh ti không ngừng lùi lại mười mấy bước. cơ hồ cùng một lúc, sau khi đánh lui yến thanh ti, vu cấm sốt ruột xoay người muốn xông về phía tàu diễm binh, trái lại yến thanh ti tuy rằng cũng bị lực lượng vu cấm đột nhiên bộc phát làm cho khiếp sợ nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại phản ứng rất nhanh lập tức móc ra liên nỏ bắn liên tục về phía vu cấm hưu 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 trong nháy mắt từng mũi tên bắn mạnh ra vu cấm còn chưa chạy được vài bước từng mũi tên đã đóng đinh trên con đường cấm đi tới ngăn cản vu cấm vu cấm đừng làm công vô dụng nữa ngươi vẫn khăng khăng như thế thật sự sẽ chết à thật không muốn giết ngươi. Sau khi dùng cung tên ngăn cản, Yến Thanh Ti cắn răng cảnh cáo. Vu Cấm vốn không địch lại Yến Thanh Ti hắn, nếu như còn phân tâm đi chiếu cố tàu diễm binh, đem lưng lộ ra trước mặt hắn, đó không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Mà loại thủ hộ linh vô cùng trung thành như Vu Cấm, Yến Thanh Ti cũng cảm thấy kính nể, căn bản là không nỡ giết chết hắn. Nếu như có thể, Yến Thanh Ti vẫn hy vọng có thể vứt bỏ hậu nhân tàu gia vì Lô Thiên Hữu sử dụng. Dù sao, như vậy Trung Nghĩa thủ hộ Linh, sợ là cũng chỉ có cấm một người. Về phương diện Trung Nghĩa, ngay cả Yến Thanh Ti cũng mặc cảm. Kiếp trước còn sống, vu cấm liền đi theo tàu gia chúa công, kính dân hắn hết thảy. Đời sau trở thành thủ hộ Linh, liền giữ lời hứa với chúa công, vẫn bảo vệ tàu gia đời đời hậu nhân. Hơn nữa, đối với cấm mà nói, vô luận là chúa công tàu tháo năm đó, hay là thiếu chủ tàu diễm binh hiện giờ cấm, chỉ biết tận hết thảy trung thành đối đãi. Vu cấm cũng một mực ghi nhớ đã từng chúa công nói qua lời nói, muốn cho thiếu chủ, an toàn trưởng thành. Yến Thanh Ti cho rằng, cấm đoán như vậy, vốn có thể không cần phải chết. Chỉ cần bị cấm, không bán mạng cho hậu nhân tạo gia nữa. Nhưng mà, đối mặt với uy hiếp tính mạng của Yến Thanh Ti, vu cấm lại không hề dao động. Yến Thanh Ti căn bản không hiểu, nếu như vu cấm bỏ qua hậu nhân tạo gia, vậy hắn sẽ không còn là cái kia trung nghĩa vu cấm. Hắn cũng sẽ không xuất hiện ở trên bầu trời kia kiểm kê mười đại trung thành nhất quần chúng bản. Bởi vậy, vu cấm không có dừng lại, trực tiếp vượt qua cái kia từng chi nỏ tiễn, không có nửa phần chần chờ. Giống như, hoàn toàn không để ý đến sinh tử. Vu cấm chỉ quay đầu nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt vô cùng kiên định, hô to. Mạc tướng vu cấm. Nguyện vì tàu gia đời đời, sông pha khói lửa nói xong, vu cấm càng tăng nhanh tốc độ, liều lĩnh vọt tới tàu diễm binh. Chính là tiếng cấm, nguyện vì tàu gia đời đời sông pha khói lửa, đã làm Yến Thanh Ti xúc động sâu sắc. Những lời này, giống như là đang biểu lộ quyết tâm với Yến Thanh Ti, cũng giống như là đang biểu đạt, hắn tại cấm hội xuất hiện ở chỗ này, trở thành chấp niệm của thủ hộ linh. Trong lúc nhất thời, Yến Thanh Ti cũng do dự. Sau khi nghe vu cấm nói xong, Yến Thanh Ti cũng không lập tức ra tay với hắn. Yến Thanh Ti. Cô còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau động thủ giải quyết hắn. Đừng quên, ngươi là thủ hộ linh của Lưu Thiên Hữu ta. Phải nghe mệnh lệnh của ta. Lúc này, Lô Thiên Hữu ở phía sau không đợi được nữa, không kiên nhẫn thúc giục Yến Thanh Ti. Nắm chặt xử lý tại cấm, không cần lại nét mực. Tôi đã chơi đủ rồi. Nghe vậy, hai tay Yến Thanh Ti cầm vũ khí dần dần, dần dùng sức, vẻ mặt dãy dù vạn phần vu cấm dừng lại cho ta ta không muốn giết ngươi dừng lại nhận rõ sự thật đi hắn không đáng để ngươi đối xử như vậy sau vài giây do dự yến thanh ti vẫn cắn chặt răng lớn tiếng nhắc nhở vu cấm với suy nghĩ của yến thanh ti thật sự không muốn giết một người trung nghĩa như vậy nhưng dù sao hắn cũng là thủ hộ linh của lô thiên hữu không thể cãi lại mệnh lệnh của lô thiên hữu yến thanh ti thầm nghĩ vào thời khắc cuối cùng vì cấm mà tranh thủ thêm chút thời gian cùng lúc đó tàu diễm binh bên này tình huống cũng không tốt lắm tàu diễm binh vốn là bởi vì tàu huyền lượng công kích bị một ít thương trước mắt không chỉ có tàu huyền lượng tiếp tục phát điên tấn công mà ngay cả tiểu nhu ngay từ đầu bị đá bay ra ngoài cũng gia nhập hàng ngũ công kích hắn muốn đồng thời đối mặt với tàu huyền lượng cùng tiểu nhu tiến công còn phải cẩn thận không thể làm bị thương tàu huyền lượng áp lực của tàu diễm binh có thể tưởng tượng được gần như là một cái đối mặt công phu tàu diễm binh liên tiếp bại lui chật vật lần nữa lui về phía sau hưu hưu đúng lúc này tàu diễm binh không chú ý bước chân không vững suýt nữa ngã sắp xuống đất nhân cơ hội này tàu huyền lượng và tiểu nhu gần như đồng thời vọt lên tạo thành thế bao vây một trái một phải công kích tàu diễm binh vu cấm cứu ta nhìn tàu huyền lượng cùng tiểu nhu gần trong gan tất, ý thức được tàu diễm binh không có khả năng né tránh, theo bản năng hô to một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ nghe được thanh âm vu cấm truyền ra. Thiếu chủ. Vu cấm cứu giá đến chậm. Người còn chưa tới, một thanh đại đao sáng loáng dẫn đầu lên tiếng trả lời bay tới. Phốc suy. Sau một khắc, chỉ nghe thấy phù suy một tiếng, bay tới đại đao tốc độ cực nhanh, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng bên tay trái tiểu nhu lực xuyên thấu cường đại, mạnh mẽ chém tiểu nhu thành hai nửa. suy 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 trong khoảnh khắc, tiểu nhu vô lực ngã sắp xuống đất, thân thể toát ra từng làn khói. cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không thấy. lại nhìn tàu diễm binh, nhìn tiểu nhu bị đại đao cắm chém chết tại chỗ, nội tâm mặc dù có chút không đành lòng, nhưng đối với chuyện này cũng không có biện pháp gì. a à, tiểu nhu, tỷ tỷ. bên kia tận mắt thấy tiểu nhu tiêu tán chết đi tào huyền lượng triệt để sụp đổ, khang cả giọng rống giận một tiếng. Ngươi! Trả lại cho ta! Tiểu nhu tỷ tỷ, Ta giết ngươi! Tào huyền lượng vốn đã bị mê hoặc mất đi tâm trí, lần này trở nên càng thêm điên cuồng. Một tiếng gào thét phẫn nộ, tào huyền lượng hai tay bắt lấy dao, dùng sức đâm về phía tào diễm binh. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên thật sự muốn giết chết tào diễm binh. Đệ đệ! Đừng! Phốc suy. Đối mặt với tàu huyền lượng lần thứ hai bạo tẩu, tàu diễm binh căn bản không kịp né tránh, lời vừa hô ra khỏi miệng, con dao tàu huyền lượng đâm tới, dĩ nhiên đâm vào thân thể tàu diễm binh. Bị dao đâm trúng, thân thể tàu diễm binh nhất thời cứng đờ tại chỗ. TS Người mới sách mới cầu ủng hộ, nếu như các vị cảm giác tác giả viết còn được, hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu, ủng hộ một chút đi, tác giả ở chỗ này quỳ tạ các vị độc giả đại đại. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8. Ngươi là hợp cách thủ hộ linh, chỉ là cùng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên mạng sáng, hình ảnh video vẫn đang phát. Tiếc tắc, tiếc tắc. Tạo Diễm Binh ông bụng, vẻ mặt thống khổ nhìn tạo Huyền Lượng mất trí trước mắt. Vết thương ở bụng, không ngừng chảy xuôi ra máu tươi. Thiếu chủ Thấy tàu diễm binh gặp nguy hiểm đến tính mạng, vu cấm lúc này sốt ruột hô to một tiếng. Ngay sau đó, ra sức xông về phía tàu diễm binh, muốn ngăn cản tàu huyền lượng tiến thêm một bước. Nhưng mà, vu cấm tự hồ quên mất, Yến Thanh Ti vẫn chưa bị hắn đánh bại. Lư Thiên Hữu quan chiến, làm sao có thể để cho hắn kịp thời cứu chủ? Yến Thanh Ti Quả nhiên, nhìn hộ chủ sốt ruột cấm đoán, trên mặt Lô Thiên Hữu lộ ra nụ cười âm hiểm, vội vàng hướng Yến Thanh Ti hô. Nghe được Lư Thiên Hữu kêu gọi, lúc này Yến Thanh Ti vẻ mặt càng thêm do dự. Yến Thanh Ti sao lại không hiểu tâm tư của chủ nhân, đây là muốn hắn nhân cơ hội này không hề phòng bị mà ra tay. Chỉ là mặc dù hắn dù thế nào không muốn làm loại chuyện này, thân là thủ hộ linh, bất cứ lúc nào đều phải trung thành với người gửi linh. Yến Thanh Ti chỉ có thể khẽ cắn môi, chậm rãi giơ vũ khí trong tay lên thấy Yến Thanh Ti rốt cuộc có động tác, Lư Thiên Hữu lập tức trêu tức vu cấm. Sắc mặt đắc ý kia, tự hồ đã thấy được hình ảnh vu cấm bị giết chết. Lại nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt còn có chút chần chừ. Nhìn vu cấm từng bước phóng về phía tàu diễm binh, Yến Thanh Ti lại hô to. Dừng lại. Mau dừng lại. Vu cấm. Lần lượt khuyên nhủ, Yến Thanh Ti chỉ hy vọng vu cấm có thể thấy rõ tình thế, buông tha hậu nhân tạo gia như vậy hắn cũng không cần cấm xuất thủ nữa nhưng mà mặc dù yến thanh tam lật bốn lần cảnh cáo bước chân vu cấm vẫn không có chút ý dừng lại vu cấm một bên sông về phía tàu diễm binh một bên cũng không quay đầu lại lẩm bẩm nói ta và ngươi đều là thủ hộ linh ai vì chủ nấy chỉ cần làm hết trách nhiệm của thần những thứ khác không cần nhiều lời một phen nói ánh mắt toát ra là vẻ mặt vô cùng kiên định vu cấm sao lại không nghe ra ý tốt của yến thanh ti chỉ là hắn cũng là thủ hộ linh thủ hộ chính là đời đời tào gia năm đó hắn đi theo chúa công liền chưa bao giờ quá phản bội tâm tư hôm nay đối mặt với tào diễm binh lại càng là như thế yến thanh ti ngươi không nghe mệnh lệnh của ta sao giết tiểu tử kia cho ta giết vu cấm cho ta hết thảy đều giết cho ta bên kia thấy yến thanh ti chậm chạp không động thủ lư thiên hữu tức giận quát to với yến thanh ti lô thiên hữu đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy hình ảnh vu cấm bị giết chết cùng lúc đó tầm mắt đi tới bên tàu diễm binh tàu huyền lượng mất đi lý trí sau khi đâm bị thương tàu diễm binh vẫn chưa dừng lại a à, chỉ nghe thấy tàu huyền lượng lại rít gào một tiếng vung dao trong tay lần nữa vạch về phía tàu diễm binh cũng may tàu diễm binh phản ứng cực nhanh lão đảo một cái vội vàng lui về phía sau, có thể tránh thoát công kích của tàu huyền lượng. Tiếc tắc, tiếc tắc. Bất quá, theo tàu diễm binh vừa động, vết thương trên người chảy xuống máu tươi, càng thêm nhuộm đỏ mặt đất. Sắc mặt tàu diễm binh càng lúc càng tái nhợt. Hiển nhiên, tình huống mất máu quá nhiều khiến tàu diễm binh không thể kiên trì được bao lâu. Yến Thanh Ti Mau động thủ cho tôi. Đừng quên, ngươi là thủ hộ linh của ta bên tai yến thanh ti không ngừng vang lên tiếng mắng chửi của lưu thiên hữu cuối cùng yến thanh ti không thể kiên trì suy nghĩ trong lòng không lựa chọn nữa bảo vệ linh hồn cần vĩnh viễn trung thành với người gửi linh hồn đây mới là ý nghĩa tồn tại của những thủ hộ linh này vừa nghĩ đến đây yến thanh ti đã chỉ nỏ vào yến thanh ti trong miệng còn đang làm cuối cùng khuyên nhủ mau dừng lại a à, vu cấm dừng lại Trái lại, vừa tiếp tục xông về phía tàu diễm binh, vừa đáp lại. Ta kính nể lòng trung nghĩa của ngươi. Nhưng chỉ tiếc, theo sai chủ nhân rồi. Nghe vu cấm nói vậy, thân thể Yến Thanh Ti rõ ràng rung lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Tự hồ đã hiểu được quyết tâm liều mạng hộ chủ của vu cấm. Ngón tay Yến Thanh Ti chậm rãi đặt lên mũi tên, bên miệng vẫn như máy móc lẩm bẩm. Dừng lại đi. Ngược lại Lô Thiên Hữu, sau khi nghe vu cấm trào phúng ánh mắt trong nháy mắt âm trầm ngay sau đó lư thiên hữu tức giận hét lên với yến thanh ti dết dết vu cấm trước cho tôi cái gì mà trung nghĩa chó má một thủ hộ linh mà thôi lấy đâu ra trung nghĩa thủ hộ linh trời sinh chính là trung thành với người ký linh nghe người ký linh phân phó yến thanh ti lập tức dết hắn cho tôi lại nhận được mệnh lệnh của lô thiên hữu mặc dù yến thanh ti không tình nguyện nhưng trong lòng vẫn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi ngay sau đó ngón tay yến thanh ti bóp cò đúng như lời lô thiên hữu nói thân là thủ hộ linh mệnh lệnh của chủ nhân là không thể cãi lại hưu trong khoảnh khắc một mũi tên bắn ra từ cung nỏ gào thét xé gió lạnh thấu xương hướng về cấm bạo bắn ra ngoài sau đó còn có tiếng thúc giục của yến thanh ti vu cấm Dừng lại cho tôi. Phục. Yến Thanh Ti vừa dứt lời, mũi tên bắn ra, trong nháy mắt trúng vào lưng cắm. Cương đại xuyên thấu lực, để cho hơn phân nửa mũi tên mũi tên thân đều thật sâu cắm vào vu cắm trong thân thể. Nhưng mà, cho dù sau lưng rắn chắc trúng một mũi tên, vu cắm cũng chỉ là thân thể thoáng rung rẩy một chút. Rồi sau đó, không quan tâm, tiếp theo đi về phía trước. Vừa đi, vu cắm vẫn không ngừng nói. Yến Thanh Ti. Cô là một thủ hộ linh đủ tư cách. Hai chữ trung nghĩa, ta ở trên người ngươi cũng thấy được. Đáng tiếc, ngươi theo sai chủ nhân rồi. Ta rất kính nể ngươi, nếu có cơ hội, kiếp sau cùng một chủ nhân tốt đi. Nghe Vu Cấm lúc này còn dám trào phúng hắn, Lô Thiên Hữu hoàn toàn nổi giận. Một con chó của chủ nhân, có tư cách gì nói những lời như vậy? Phi thủ hộ linh chính là công cụ ký linh nhân mà thôi. Yến Thanh Ti, tôi ra lệnh cho cô, bây giờ giết hắn cho tôi. Còn có tàu diễm binh kia, hết thảy đều giết cho ta. Lưu Thiên Hữu gần như rít gào phân phó với Yến Thanh Ti. Video hình ảnh chiếu đến nơi này, chư thiên vạn giới tất cả mọi người, không khỏi hơi bị động dung. Lô Thiên Hữu này, cũng quá đáng giận. Theo ta thấy, thủ hộ linh cùng ký linh nhân, vốn nên là lẫn nhau trả giá quan hệ mới đúng. Lô Thiên Hữu này, căn bản cũng không xứng làm ký linh nhân, lại đem thủ hộ linh, trở thành tùy ý đùa bẩn công cụ. Đáng tiếc, tôi thấy Yến Thanh Ti nhiều lần do dự, hiển nhiên là bất mãn với hành động của Lô Thiên Hữu, nhưng không thể cãi lại mệnh lệnh của ông ta. Giống như Vu Cấm nói, Yến Thanh Ti cũng là người trung nghĩa, chỉ là lại đi theo một chủ nhân âm hiểm giả dối. Vu Cấm, thật không hổ nhất trung tâm bản thứ 10 biết rõ có thể sẽ chết, vì thủ hộ tạo gia hậu nhân, nhưng cũng không quay đầu lại khẳng khái chịu chết. Đây là lệnh cấm, là một hán tử. PS Người mới sách mới cầu ủng hộ, nếu như các vị cảm giác tác giả viết còn được, hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu, ủng hộ một chút đi, tác giả ở chỗ này quỳ tạ các vị độc giả đại đại. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9 Vu Cấm Chi Trung, Xúc Động Chư Thiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thế giới áo giáp Lộ Pháp đang lên kế hoạch đánh thức U Minh Ma mới, đối phó với ba người Lý Hạo Thiên, vừa lúc ngẩng đầu thấy được một màn cấm không sợ sinh tử, chỉ vì bảo vệ tàu diễm binh. Lại nghe Vu Cấm một phen kia nói, Lộ Pháp nội tâm cảm xúc khá sâu, không khỏi có chút tò mò. Thế gian này, Thật sự có thủ hạ trung thành như thế. Ít nhất, ta còn chưa từng gặp qua. Lộ Pháp không tin tự nói một tiếng, trong đầu, không khỏi hiện ra tự thân trải qua. Nhớ năm đó, hắn Lucifer cũng là Ares áo giáp tổng trưởng, xuất lĩnh Ares áo giáp tinh anh bộ đội, vì Ares chinh chiến vô số. Ai ngờ, chỉ là bởi vì trong A thụy Tư truyền ra lời đồn hắn mưu đồ làm phản, bị Nhĩ Vương phẫn nộ, liền hạ lệnh đem hắn cùng 24 tên cấm vệ chiến sĩ phán là tham đoạt, si tuyệt, sân sát tam cực tội. Do đó, để cho hắn biến thành u minh ma không người không ma này. Cũng là từ ngày đó trở đi, hắn không hề tin tưởng cái gì cho má trung nghĩa. Lúc trước hắn cư xử thế nào? Vì Ares xông pha khói lửa, giết địch vô số, nhưng lại rơi vào kết cục như vậy. Từ ngày đó trở đi, ta liền không còn tin tưởng có trung nghĩa tồn tại. Ngay cả An Mê Tu, Kiều Sa Phí, quẩn tư lúc trước cùng ta bị phạt. Cũng đều phản bội ta, lựa chọn sống ở chỗ này. Cái gì trung nghĩa? Muốn ta nói, chỉ có chính mình trở nên đủ cường đại, để cho tất cả mọi người sợ hãi, mới là chính xác. Lộ pháp càng nói càng kích động, trong ánh mắt toát ra một tia hung quang. Ở lộ pháp xem ra, người trung nghĩa có lẽ thật sự tồn tại, tự như video trong hình ảnh vu cấm. Nhưng mà, lại chưa bao giờ hàng lâm ở bên cạnh hắn thế giới siêu thú. Lúc này Tuyết Hoàng cũng đang nhìn chầm chầm vào đoạn video xuất hiện trên màn sáng. Khi Tuyết Hoàng nhìn thấy vu cấm biểu hiện ra trung thành lúc, không khỏi cảm thán. Thế gian, vậy mà còn có như thế trung thành lương tướng. Nếu chỉ có một, thì có thể vô địch với vũ trụ rồi. Thân là đệ thất vũ trụ người thống trị, Tuyết Hoàng phi thường rõ ràng, cái gì là thiên kim dễ tìm, trung nghĩa chi tài khó được. Nhất là loại tướng tài như vu cấm vừa trung thành và tận tâm lại có thực lực lại càng cực kỳ hiếm thấy lúc này nghe được tuyết hoàng nói cảm động quỷ cốc ở một bên đảo mắt trong lòng tính toán một phen vội vàng mở miệng nói tiếp tuyết hoàng có quỷ cốc ta ở bên cạnh ngài ngài có thể kê cao gối mà ngủ ta chính là bộ hạ trung thành nhất của ngài nghe vậy tuyết hoàng chỉ nhìn quỷ cốc một cái cũng không trả lời ngay sau đó tuyết hoàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong khi đó, người sói đám người sư vương, Diệp Lăng Phi cũng đều bị sự trung nghĩa của Vu Cấm làm cảm động. Ánh mắt mọi người nhìn Vu Cấm tràn ngập kính nể. Cầm đầu Minh Vương, càng là nhìn không được cảm thán một tiếng. Như thế trung thành không hai lương tướng, nếu là ta có thể lại nhiều hơn một vị, lo gì không thể xưng bá một phương. Nếu là có thể nhiều hơn hai vị, liền có thể trợ giúp ta thống trị bộ tộc nếu là có ba vị, sợ là xưng bá bảy đại vũ trụ này cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, mấy người sư vương liếc mắt nhìn nhau, lúc này trăm miệng một lời hướng Minh Vương cam đoan nói. Chúng ta nguyện ý vì Minh Vương đại nhân xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Nghe được mấy người tuyên thệ, Minh Vương cười cười, cũng không có nhiều lời. Ngay sau đó, mọi người tiếp tục nhìn trên màn sáng video đoạn ngắn, tựa hồ thập phần chờ mong, kế tiếp như thế trung nghĩa vu cấm, sẽ là kết quả gì? vùng đất của ánh sáng. Đây là vật gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời quan chi quốc? Đám người tái la nhìn màn sáng thần bí đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đều tò mò hỏi. Ngay sau đó, trên màn sáng bắt đầu hiện ra một hàng phụ đề, bắt đầu kiểm kê 10 nhân vật quần chúng trung thành nhất. Ngay khi đám người tái la nghi hoặc 10 nhân vật quần chúng trung thành nhất này là cái gì, hình ảnh video đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một màn vu cấm hiển thị rõ trung nghĩa, bị bọn họ thu hết vào đáy mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người tràn đầy cảm xúc. Nếu như chúng ta M78 tinh vân có thể có nhiều một ít như vậy trung thành áo đặc chiến sĩ, sợ là không ai dám lại xâm lấn nơi này. Đúng vậy. Chiến sĩ trung thành như vậy, một người có thể địch vô số người. Không thể tưởng được, ngoài trừ áo đặc bộ tộc chúng ta, lại còn có người trung thành như vậy xuất hiện. Chỉ tiếc, hình như hắn sắp chết rồi đáng tiếc không thể trở thành một thành viên của chúng ta mọi người nhao nhao cảm thán chiến sĩ áo đặc của quan chi quốc bọn họ luôn nổi tiếng với chính nghĩa trong đó cũng không thiếu chiến sĩ áo đặc phi thường trung thành chỉ là cũng có một ít thanh âm của các phe phái khác nhau tồn tại đám người tái la cho rằng nếu tất cả chiến sĩ áo đặc đều có thể trung thành như vu cấm cái kia đến từ bên ngoài xâm lấn làm sao còn dám làm càng như vậy? Hỏa ảnh thế giới, một dịp thôn, hỏa ảnh đại lâu. Cương thủ vừa phê duyệt xong một phần nhiệm vụ quyển trục, mệt mỏi nhìn không được thở dài một hơi. Ngay sau đó, đi tới bệ cửa sổ, duỗi một cái lưng thật to, trước người rung lên một cái, hiển thị rõ đường công ngạo nhân kia. Biết. Đúng lúc này, trên bầu trời một dịp thôn, đột nhiên xuất hiện màn sáng thần bí không rõ lai lịch. Thấy vậy, Cương thủ trong nháy mắt cảnh giác lên, vội vàng gọi tới một gã ám bộ thủ hạ, hạ đạt một cấp đề phòng cảnh báo. Rất nhanh, trên màn sáng bắt đầu xuất hiện phụ đề, bắt đầu kiểm kê 10 nhân vật quần chúng trung thành nhất. Cùng với đó là 10 nhân vật quần chúng trung thành nhất. Kiểm kê video cấm. Khi cương thủ nhìn thấy sự trung thành của vu cấm, trên mặt không khỏi hiện ra một chút tán thưởng. Đây là lệnh cấm, quả nhiên không hổ là một trong những người trung thành nhất vì tào gia kia ngay cả chết còn không sợ một lòng chỉ vì thủ hộ tào gia đời đời trung thành như thế thật sự khó có được a à? cương thủ tán thưởng nói lúc này cương thủ lại liên tưởng đến tình huống của một dịp thôn những người âm thầm rục trịch ở một dịp lại so sánh với lệnh cấm cương thủ nhất thời có chút đau đầu nói ai nếu các đại gia tộc của một dịp thôn còn có ám bộ đều có thể trung thành như vu cấm Thực lực của Mộc Dịp lo gì không thể trở nên mạnh hơn. Kiba Mura là một ngôi làng ninja lớn, nơi tập hợp các gia tộc ninja nổi tiếng khác nhau. Như Nhật Hướng Nhất Tộc, Thu Đạo Nhất Tộc, Nại Lương Nhất Tộc. Nếu như những này ninja đại tộc đều có thể giống vu cấm như vậy đối với Mộc Dịp trung thành, có thể nhiều hơn vài tên như vu cấm người như vậy, Mộc Dịp tuyệt đối muốn so với hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Làm sao còn phải lo lắng, những nhẫn thôn khác mơ ước nhất là cái kia trong ám bộ căn tổ chức do đoàn tàn dẫn dắt đã nhiều lần làm ra để cương thủ thập phần bất mãn sự tình nếu như trong ám bộ có thêm vài người vô cùng trung thành với một dịp cương thủ cũng không cần mỗi ngày đề phòng lo lắng đoàn tàn săn bậy chỉ tiếc người trung thành như vu cấm ngay cả mạng cũng nguyện ý trả giá thật sự quá ít nghĩ tới đây cương thủ bất đắc dĩ lại thở dài một hơi trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới vô số cường giả đều bị cấm cách làm, biểu hiện ra tuyệt đối trung thành cho động dung. Hành vi cấm đoán, dĩ nhiên cảm động chư thiên vạn giới. PS Người mới sách mới cầu ủng hộ, nếu như các vị cảm giác tác giả viết còn được, hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu, ủng hộ một chút đi, tác giả ở chỗ này quỳ tạ các vị độc giả đại đại. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 10 Nguyện lấy tội vào khoảng cấm chi tính mệnh, đổi lấy Bạn đang nghe tại truyện.audio Tầm mắt trở lại trên màn sáng, đoạn video tiếp tục chiếu Video hình ảnh bên trong, vu cấm như cũ đang không ngừng đi tới, hướng tàu diễn binh vị trí tới gần Nhìn hắn trúng một mũi tên, còn liều mạng chạy về phía tàu diễn binh, yến thanh ti càng thêm động dung Tại sao? tại sao anh còn muốn tiếp tục yến thanh ti trong lòng khó có thể hiểu nhẹ giọng tự nói chỉ vì hai chữ trung thành yến thanh ti tiếp tục đồng thủ ta muốn hắn chết trước mặt tàu diễm binh lúc này thấy vu cấm còn chưa dừng lại sắc mặt lô thiên hữu lạnh lùng lại hạ lệnh với yến thanh ti nghe vậy yến thanh ti lại một lần nữa cắm nỏ vào hưu hưu ngay sau đó nỏ tiễn bóp cò Hai mũi tên lập tức lên tiếng bắn ra. Phốc, phốc. Lúc này đây, nỏ tiễn nhắm vào chân phải vu cấm. Phốc phốc hai tiếng, mũi tên trực tiếp xuyên thấu chân phải vu cấm. Bùng. Chân phải bị công kích, thân hình vu cấm lập tức dừng lại, quỳ một gối trên mặt đất. Chiêu thiên vạn giới mọi người thấy một màn như vậy, đều vì cấm mà cổ vũ. Cố lên. Cấm. Đừng ngã xuống. Còn thiếu chút nữa vu cấm, đứng lên a. Đáng giận, Yến Thanh Ti rõ ràng đã không muốn động thủ, nhưng tên Lưu Thiên Hữu chết tiệt kia, thật đáng giận. Yến Thanh Ti cũng bất đắc dĩ, trách cũng chỉ có thể trách hắn theo sai chủ nhân. Vì cái gì, đồng dạng là như thế trung nghĩa hai người, lại biến thành như bây giờ. Mọi người chư thiên vạn giới, sau khi nhìn thấy vu cấm bị Yến Thanh Ti một mũi tên bắn quỳ rạp xuống đất, lại không có ai trách tội Yến Thanh Ti, thống hận hành vi của Yến Thanh Ti bởi vì tất cả mọi người đều biết, Yến Thanh Ti cũng là bức bách không được. Hắn thân là thủ hộ linh, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân Lưu Thiên Hữu. Bởi vậy, mọi người ngược lại còn có chút đồng tình với Yến Thanh Ti, đúng như Vu Cấm nói, bản thân Yến Thanh Ti cũng không sai, cũng là người vô cùng trung nghĩa. Chỉ tiếc, theo nhầm chủ nhân. Ánh mắt trở lại hình ảnh video. Trong hình ảnh, Vu Cấm cắn chặt hàm răng, chịu đựng chân truyền đến đau nhức kịch liệt, lấy trong tay đại đao cắm ngược trên mặt đất mạnh mẽ chống đỡ thân thể. Ngay sau đó, vu cắm hít sâu một hơi, mạnh mẽ lại đứng lên, tiếp tục hướng tàu diễm binh phương hướng đi đến. Hưu. Đúng lúc này, tiếng xé gió lại nổi lên. Lại là một mũi tên đánh úp lại, bắn về phía sau lưng vu cắm. Phốc. Lúc này đây, mũi tên xuyên thấu lực càng mạnh, từ cắm phía sau lưng bắn vào, từ trước ngực xuyên thấu đi ra. Một cái huyết động kinh người lập tức xuất hiện ở trên thân thể cấm. Trong thoáng chốc, Vu Cấm thân thể như bị sét đánh, đột nhiên rung lên, bước chân theo đó có chỗ dừng lại. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Vu Cấm lại động đậy, vẫn cất bước về phía trước, thấy chết không sờn. Cùng lúc đó, Vu Cấm kéo thân thể đầy vết thương kia, vừa đi vừa miệng vẫn không ngừng nói. "Nguyện lấy tội đem Cấm chi tính mạng, đổi lấy thiếu chủ chi sinh." Phốc. Vừa dứt lời, lại là một mũi tên bắn vào vai vu cấm lại trúng một mũi tên này vu cấm thân thể bắt đầu kịch liệt lắc lư bước chân càng không vững hiển nhiên là có chút kiên trì không được không chỉ có như thế vu cấm kia thủ hộ linh thân thể cũng là dần dần trở nên có chút hư ảo có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là bằng vào cấm hộ chủ kia chấp niệm kia một khỏa trung thành chi tâm nếu không vu cấm đã sớm ngã xuống phốc 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 nhưng mà lòng trung thành của vu cấm cũng không thể thay đổi hiện trạng yến thanh ti vẫn tiếp tục công kích từng tiếng mũi tên xuyên thấu âm thanh liên tiếp vang lên từng mũi tên trước sau bắn trúng các địa phương cấm thân thể chỉ chốc lát sau trên lưng trên hai chân vu cấm đã cắm đầy mũi tên rậm rạp cho đến lúc này vu cấm mới rốt cục ngừng lại cũng không phải là vu cấm buông tha mà là thân thể của hắn đã không thể kiên trì di động nữa Bên kia nhìn vu cấm cắm đầy mũi tên, Yến Thanh Ti mới dừng công kích, lại rống to. Vu cấm. Dừng lại. Ta bảo ngươi dừng lại. Dừng lại có nghe không? Yến Thanh Ti vô cùng rõ ràng, lúc này bị cấm, đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù lại gặp một lần công kích, có thể sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lại nhìn vu cấm, thân thể lung lay lắc lư, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Sau khi nghe được thanh âm của Yến Thanh Ti, vu cấm vẫn không ngừng lặp lại. Yến Thanh Ti, cô không sai. Sai rồi, ngươi nhận lầm chủ nhân rồi. Hy vọng kiếp sau chúng ta có thể làm huynh đệ. Nói chuyện, vu cấm dùng hết khí lực cuối cùng, liền chuẩn bị tiếp tục bước về phía trước một bước. Dừng lại. Nghe vậy, hốc mắt Yến Thanh Ti đã ương ước, không đành lòng rống to một tiếng. Nhất là câu cuối cùng của vu cấm, kiếp sau chúng ta có thể làm anh em, Yến Thanh Ti thầm nghĩ, chẳng phải là như thế sao? Bất đồng chính là, Yến Thanh Ti không muốn kiếp sau lại làm anh em. Mà là, muốn từ bỏ chống cự ngay bây giờ. Như vậy, hắn cũng không cần tự tay giết chết vu cấm. Lưu Thiên Hữu chú ý tới vẻ mặt Yến Thanh Ti, sinh lòng thương hại kẻ địch, giận tím mặt quát. Ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức. Giết chết thủ hộ linh này cho ta. Yến Thanh Ti. Lập tức động thủ. Lúc này, Tào Huyền Lượng đã đem Tào Diễm Binh bước tới dưới tàn cây hòe lớn. Xé và kéo. Tào Diễm Binh lui không thể lui, không cẩn thận, lại bị tiểu đao của Tào Huyền Lượng làm bị thương. Rất nhiều máu tươi, lại từ vết thương chảy xuôi xuống. Nhìn đệ đệ mất trí trước mặt, Tào Diễm Binh dựa lưng vào cây hòe lớn, đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc. Lượng máu của vết thương kia cũng làm cho Tào Diễm Binh khó có thể chống đỡ được. À, nhưng mà, Tào Huyền Lượng mất đi lý trí, hiển nhiên sẽ không cho Tào Diễm Binh cơ hội thở dốc. Chỉ nghe thấy Tào Huyền Lượng trống giận một tiếng, huy động tiểu đao, liền chuẩn bị cho Tào Diễm Binh một đao cuối cùng. Mắt thấy Tào Huyền Lượng tiểu đao lần nữa đánh úp lại, Tào Diễm Binh biết mình đã không còn khí lực né tránh một đao này, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Vu Cấm, theo bản năng hô một tiếng. Vu Cấm, cứu ta. Lại nhìn Vu Cấm lúc này, khóe miệng chảy xuống một đạo máu tươi, nghe được tiếng tàu diễm binh cầu cứu, cố nén đau đớn các nơi trên thân thể, lên tiếng hô to. Mạc tướng vu cấm, nguyện vì tạo gia đời đời, xông pha khói lửa. Ngay sau đó, nói xong, vu cấm ánh mắt kiên định, đem thập điện diêm la trên lưng lấy xuống. Giờ khắc này, vu cấm liền dự định lấy tính mạng của bản thân, đánh thức thập điện diêm la. Mọi người chư thiên vạn giới thấy một màn như vậy, nhao nhao vì cấm mà cảm thấy đau lòng lên tiếng vu cấm. Thật sự đủ rồi. Ngươi đã vì tào gia, làm đủ rồi. Vu cấm hắn muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ là chuẩn bị dâng lên tính mạng của mình. Người trung nghĩa như thế, không nên lưu lạc đến tình trạng như hôm nay. Nếu ta có thể ở hiện trường, nhất định nghĩ hết biện pháp, cứu vu cấm một mạng. Hắn rõ ràng đã sớm kiên trì không được, lại còn đau khổ chống đỡ, chỉ là phần này trung nghĩa chấp niệm, liền đáng giá tất cả mọi người kính nể. TS. Người mới sách mới cầu ủng hộ, nếu như các vị cảm giác tác giả viết còn được, hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu, ủng hộ một chút đi, tác giả ở chỗ này quỳ tạ các vị độc giả đại đại. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.